Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 22, bao gồm nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan giai đoạn 1, nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường mầm non Do Hải cơ sở 2, nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn đất do cấp tỉnh quản lý. Qua ngay báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về các nội dung trình kỳ họp và ý kiến của chủ tọa kỳ họp, phân tích đánh giá tính cần thiết về chủ trương đầu tư các dự án phù hợp với nguyên tắc đầu tư công và đảm bảo nguồn vốn, các đại biểu tại kỳ họp đã nhất trí thông qua danh mục 7 nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang khẳng định các chủ trương đầu tư được thông qua lần này là những vấn đề cấp bách thuộc công tác giải ngân đầu tư công. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, chuẩn bị các thủ tục đầu tư cần thiết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra, giám sát, đảm bảo các dự án thực hiện đúng trình tự quy định, để tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả, chất lượng. Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công năm 2023, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.